Tù nhân lương tâm Lê Trọng Hùng, người đang thụ án 5 năm tù tại trại giam do Bộ Công an quản lý, đã tuyệt thực hơn 30 ngày để yêu cầu trại giam cải thiện, tôn trọng quyền lợi của các tù nhân, theo tin từ gia đình. Bà Đỗ Lê Na, vợ của ông Hùng, tới thăm chồng ở trại giam số 6 ở tỉnh Nghệ An hôm 23 tháng 9. Cái mục đích của cuộc tuyệt thực này là, thứ nhất, anh mong muốn kiến nghị Quốc hội Việt Nam khẩn cấp phải lập tòa án bảo vệ hiến pháp. Mục đích thứ hai của việc tuyệt thực của chồng tôi ấy, là anh mong muốn trại giam số 6 cũng như là các trại giam phải cải thiện ngay cái việc là họ phải tôn trọng quyền lợi của các tù nhân nói chung và tù nhân lương tâm nói riêng. Bởi vì là từ xưa đến nay thì chúng ta được biết rằng cái quyền lợi của các tù nhân ở trong tù, đặc biệt là tù nhân lương tâm, thì vẫn bị các nhà tù xâm phạm một cách rất là nghiêm trọng. Bà Lena cho biết bà quan ngại rằng sức khỏe và tính mạng của chồng bà sẽ bị ảnh hưởng. Ông Hùng bị tuyên án 5 năm tù và 5 năm quản chế vào tháng 12 năm 2021 trong phiên xử chưa đầy 2 giờ đồng hồ, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự quy định về tội tuyên truyền chống nhà nước. Ông bị bắt vào cuối tháng 3 cùng năm, 2 tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội mà ông quyết định ra tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập. Ông là nhà đồng sáng lập kênh Trấn Hưng TV, nơi thường phơi bày vấn nạn tham nhũng trong nước. Sau khi ông Hùng bị tuyên án, các tổ chức quốc tế như Phóng viên Không Biên Giới, RSF, Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ và Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch lên tiếng bênh vực cho ông Hùng và kêu gọi chính quyền Việt Nam phóng thích ông.